Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam ngày 10 tháng 11 năm 2023, buổi chiều ngày hôm nay 9 tháng 11 là miền Nam trên kênh nó về được cái con 39 ở trên đại An Giang. Chúc mừng tất cả anh chị em tin tưởng ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày mai thứ sáu ngày 10 tháng 11 trên đại Vĩnh Long, Bình Dương và Gia Vinh. Đại Vĩnh Long mình dự đoán cái cặp 0990, đại Bình Dương mình dự đoán cái cặp 1991, đại Gia Vinh mình dự đoán cái cặp 2662. Anh chị em hãy tham khảo, chúc anh chị em có nhiều may mắn và tài lộc trong ngày.